lúc nãy mình nói đó, con người của mình đó thì mình rất là tối, mình nhìn cái người đối diện rất là sáng. Cái đó nó cũng bình thường, là một cái tâm lý. Nếu mà mình có năng khiếu á, mình chịu khó mình nhìn vô chính bản thân của mình á, để mình vượt qua. Có nhiều người, người ta dân trí người ta thấp. Mà Việt Nam của mình tại sao dân trí thấp? Mình phải dùng cái từ này nhiều để cho một cái số bạn thay đổi nghe mình. Mặc dù lúc đầu nghe thì khó chịu lắm. Các bạn có cái cảm giác giống như mình dạy đời vậy đó. Nếu như các bạn lắng nghe mình á, mà các bạn sửa đổi á, là nó rất là tốt. Cái mà mình muốn các bạn thay đổi đó là đừng, bằng mọi cách đừng có tin mê tín dị đoan. Khi các bạn mê tín dị đoan đó, thì các bạn dễ để cho cái bọn Cộng sản Việt Nam nó cai trị các bạn. Cho nên các bạn nghe mình nói giống như thoáng qua, nghe giống như mình dạy đời. Mình không có dạy đời, mình muốn chia sẻ những cái năng khiếu của mình để nhắc nhở cho các bạn rèn luyện cái bản năng đó. Thì đừng có nên sáng của chuyện người ngoài, tập trung vô bản thân của mình để mình sửa đổi, để mình tiến hơn. Thì các bạn sẽ nói là, ủa, tôi sống đàng hoàng mà làm gì, tôi có cái gì mà để tôi chiến thắng cái bản thân của tôi. Thật sự ra mình nói một cái ví dụ cho tất cả mọi người thôi. Nhà ai cũng có gác, cũng có chuyện hết á. Nhưng mà thường thường á, các bạn đâu bây giờ các bạn nói chuyện chính bản thân của các bạn đâu, mà các bạn gọi bà con khắp trên thế giới, nào là nước Pháp, nước Gia Nã Đại, các bạn nói ôi ông Tám này nọ, chị Sáu, chị Bảy, chị Ba. Nhưng mà chuyện của chính các bạn đâu có bao giờ các bạn để ý đâu. Thay vì các bạn đừng có tập trung nhiều chuyện của thiên hạ của người khác á, thì bản thân của các bạn á, nó sẽ được tốt hơn. Thì khi các bạn, bản thân của các bạn tốt hơn á, thì các bạn không phải tin vào dị đoan, phải nhờ cúng thầy bà để đem may mắn tài lộc về cho mình, mà tự mình có cái năng khiếu, quyền lực ở trong cái bàn tay của mình, mà mình tạo ra tài lộc, mà mình không cần phải đi tới gian sinh mà cúng điếu hay là này nọ để mà mình có tài lộc. Nói về tin dị đoan á, các bạn nghe mình nói cái này thì các bạn khó chịu lắm, nhưng mà các bạn tin mình đi. Bây giờ mình nói đơn giản như vậy thôi. Nếu các bạn mở ra một cái cơ sở kinh doanh, nói về cái thí dụ làm móng tay đi, làm móng tay, để được có nhiều khách, có nhiều tiền, thì các bạn phải cần có cái tay nghề chuyên nghiệp, phục vụ tốt. Cái đằng này các bạn tin dị đoan, các bạn nói á, tôi có cái tiệm nail nè, để tôi đi về Việt Nam tôi xin một cái lá bùa, xin một cái lá bùa đem về dán vô cái tiệm nail, rồi bắt đầu tài lộc nó sẽ tới. Ở đằng trước cửa tiệm móng tay á, thì tôi sẽ đặt một cái bàn thờ ông địa. Ở ngoài ngõ sau á, thì tôi quýnh vô một cái lá bùa, bảo đảm sớm hay muộn gì tôi cũng giàu. Đó, các bạn thấy không, cái sự mê tín nó, thay vì các bạn tập trung, các bạn quên những cái chuyện mà mê tín đi, các bạn phải tin vào tiễn thợ nhân viên làm móng tay có tay nghề giỏi, nhiệt tình làm việc, dựa vào cái kinh nghiệm và cái bản năng để mà kiếm ra tiền. Cái đằng này các bạn không có bao giờ các bạn nghĩ như vậy đâu.
các bạn mê tín dị đoan quá, các bạn nghĩ là về Việt Nam có cái ông thầy bùa nào giỏi bán cho bạn một cái tờ bùa là các bạn về Mỹ các bạn làm giàu. Nếu mà các bạn có cái suy nghĩ như vậy thì các bạn nên nghe lời mình đi, nên sửa tập tánh tình lại. Ok, thì bây giờ mình xin ít phút đi vô mua 2 ly cà phê. Mình để cái máy thâu ở đây, xong rồi mình ra mình trở lại cái chủ đề kỳ thị.
nếu như mà con người của mình á, người Việt Nam của mình á, còn quen cái sự mà mê tín dị đoan á, là bị trúng cái đòn bẩy của cái bọn cộng sản Việt Nam. Đó thì cái bọn cộng sản Việt Nam nó viết báo chuyện kỳ thị của Mỹ thì nó sáng lắm, nhưng mà nó không bao giờ nó viết báo về cái nạn kỳ thị của người của mình. Tâm lý người Việt Nam của mình á, họ không có thích chê mà là họ thích khen. Cái này nó làm cho đất nước của mình á sẽ đi lùi. Bởi vì các bạn biết á, người ta phê bình, người ta chê mình cái gì thì mình lắng nghe, mình sửa cái khuyết điểm, cái sai của mình. Thí dụ như bây giờ á, mình hỏi các bạn, mình nói bây giờ Hùng ơi, Hùng mà đi chơi với mình, Hùng có thấy tánh tình của mình cái điểm nào nó không có tốt, nó xấu, làm ơn Hùng nói với mình đi để mình sửa đổi. Thì nếu mà cái thằng Hùng nó nói á, Quốc à, tao thấy mày chuẩn lắm, mày không có cần cái gì phải sửa đổi hết á, thì cả cuộc đời của Quốc á sẽ không bao giờ sửa đổi được. Nếu lắng nghe Hùng nói á, là Quốc nói chuẩn lắm, nó không cần cái gì sửa đổi. Còn nếu thằng Hùng mà nó nói á, ê Quốc ơi, tao thấy mày hả, có cái vẻ nói nhiều nè, mày không có được ở chỗ này chỗ kia chỗ nọ, thì mình nghe những cái điều mà người ta nói mình sửa đổi. Thì cũng giống như nước Việt Nam cũng vậy nữa. Nếu mà không có những cái người như mình đi lên trên mạng phản biện, bình luận phát biểu những cái điều phản biện, tất cả các người giống như mình này đi lên YouTube cứ khen Đảng Cộng sản, khen Việt Nam chuẩn bơ phịt, thì làm sao thằng Việt Nam nó sửa đổi, nó phát triển. Đó thì nói về kỳ thị á, kỳ thị thì nó rất là bình thường. Quốc gia nào, con người nào cũng có kỳ thị. Nhưng mà gần đây á, ở nước Mỹ á, có một vài vụ người ta kỳ thị châu Á. Nếu mà các bạn nhìn tổng quát á, nhìn tổng thể á, thì làm sao mà so sánh bằng những cái người mà người Mỹ người ta cầm súng, người ta đi vô những cái cơ sở, những cái nơi này nơi kia, người ta xách súng, người ta đi bắn. Cái đó nó không có kỳ thị, nhưng mà nó còn nhiều hơn cái sự kỳ thị ở bên Mỹ nữa. Còn cái sự kỳ thị của cái bọn cộng sản á, nó rất là ghê tởm, không thể chấp nhận. Đó là sau khi mà cái bọn cộng sản Việt Nam nó vô, nó cướp miền Nam, nó lấy đi cái thành phố Sài Gòn của mình, rồi nó tuyên bố đó 1.000 năm trồng cây không bằng 100 năm nó trồng người. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó muốn vô, nó nhồi sọ người Việt Nam của mình, nó làm cho người Việt Nam của mình mê tín dị đoan đồ này nọ vậy đó. Đó thì bởi vì tại sao mà cái lực hấp dẫn á, nó khoái cái ông mà
thầy Võ Hoàng Yên vậy đó. Từ cái ngày mà cái ông này bị người ta, thế giới người ta lên án, người ta nói lường gạt á, cộng sản nó không không có xử ổng, không có phạt ổng 1 triệu đồng, mà nó quay qua nó phạt cái chị gì vợ của ông đại gia Dũng Lò Vôi đó 7 triệu đồng, 7 triệu Việt Nam đồng. Cái người á có tội á thì nó không có đem ra nó xử phạt, nó đi phạt cái người người ta bị lường gạt đó. Nó binh cho cái ông cộng sản Việt Nam, nó binh cho cái ông Võ Hoàng Yên. Tại sao nó binh? Nó binh là bởi vì từ cái đầu video mình đã nói là cái sự hấp dẫn. Nếu con người của bạn ác thì bạn sẽ thu hút những cái loại người ác, còn những các bạn nào mà hiền lành thì các bạn sẽ thu hút những cái người hiền lành. Thì cái ông Võ Hoàng Yên này, ổng là cùng một cái môn phái của cái bọn cộng sản Việt Nam. Ông Võ Hoàng Yên này chẳng qua ổng dùng cái chiêu thức của cộng sản Việt Nam, rồi ổng dùng cái chiêu thức của cộng sản Việt Nam, ổng đi lường gạt người ta. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ông Võ Hoàng Yên ổng đánh đúng cái đòn tâm lý là người Việt Nam của mình mê tín dị đoan. Thì cách nay khoảng chừng 4-5 năm gì đó, mình nhớ mày mại là 4-5 năm, ông Võ Hoàng Yên á, ổng chuẩn bị, ổng có cái show diễn trị bệnh giả đó ở bên Boston. Thì lúc đó mấy cái người đồng nghiệp của mình mới nói là họ sẽ đi gặp ông Võ Hoàng Yên để trị bệnh. Họ rất là nôn nóng chờ ông Võ Hoàng Yên chở đi về Boston để trị bệnh, để gặp ông Võ Hoàng Yên. Thì mặc dù ổng đi trị bệnh nhưng mà ổng giống như là ổng đi diễn show ca sĩ vậy đó. Ai mà muốn đi tới ổng trị bệnh đó thì phải đặt tiền mua vé đồ chờ sẵn rồi vậy đó. Thì mình mới nói với mấy cái người bạn đồng nghiệp của mình á, mình mới nói tại sao mấy cái người mê tín quá vậy, mấy người đi lại tin một cái ông thầy mù á mà ổng chị thấy được, câm á ổng chị nói được, điếc mà ổng chị nghe được, què cái chân mà ổng chị đi được. Tại sao mấy cái người sống ở Mỹ làm chi mà dân trí của mấy cái người mê tín đó? Thì mấy cái người này họ rất là ghét mình, nhưng mà mình không bao giờ mình trách họ, bởi vì lỗi là do cộng sản Việt Nam chứ không phải lỗi là do những cái người mê tín đó. Thì về cái vấn đề mà kỳ thị á, cộng sản Việt Nam kỳ thị ghê tởm, không chấp nhận được. Đó là cộng sản Việt Nam họ kỳ thị sau khi họ chiếm miền Nam Việt Nam, họ kỳ thị người Việt Nam của mình. Nếu mà những ai mà phục vụ cho chế độ cũ đó, con em cháu cha vậy đó, thì họ sẽ không cho ăn học đàng hoàng, không cho đi vào các cơ quan của chính phủ cộng sản Việt Nam làm việc những cái chức vụ cao. Từ hồi lúc mà năm 1975 cho đến ngày hôm nay là năm 2021, cái nạn kỳ thị của cộng sản Việt Nam nó tạo ra trên chính quê hương Việt Nam của mình. Bởi tại sao mà mình không có muốn dính líu về Việt Nam, mình không muốn trở về Việt Nam, là bởi vì cái xã hội Việt Nam của mình nó quá ư là tàn lụi. Đó thì tại sao mà mình đề cập tới cái vấn đề mê tín dị đoan, nó rất là quan trọng các bạn à.
Tại vì khi các bạn mà bị mê tín dị đoan đó, các bạn dễ bị lâm vô hồn mê trận. Chẳng hạn như mình thường nói đó, cộng sản á, nó làm những cái gì có lợi cho nó thì nó mới làm, còn không có lợi cho nó đó thì nó không có làm. Cụ thể là các bạn biết đó, nó muốn người Việt Nam sống ở trên khắp thế giới, Việt Kiều hay là người Mỹ gốc Việt, hay là người Gia Na Đại gốc Việt, hay là người Pháp gốc Việt, người Úc Đại Lợi gốc Việt. Nó dụ dỗ những cái người này nhập tịch, xài sổ thông hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng mà vì các bạn có cái thói quen mê tín dị đoan, dân trí của các bạn thấp, các bạn không chịu sửa đổi, các bạn vô tình để cho Cộng sản Việt Nam nó lợi dụng các bạn. Khi mà các bạn gia nhập quốc tịch Việt Nam, xài sổ thông hành Việt Nam, thì một ngày nào đó đó, nó sẽ bắt con của các em đi nghĩa vụ, phục vụ cho Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải là phục vụ cho đất nước quê hương Việt Nam. Cho nên mình muốn nói đơn giản với các bạn là đừng bao giờ nhìn vào cái sự kỳ thị của nước Mỹ nó là nặng nề, mà hãy nhìn lại cái sự kỳ thị mà của Đảng Cộng sản Việt Nam, nó kỳ thị người miền Nam Việt Nam từng phục vụ cho chế độ cũ. Cụ thể là gia đình của mình, dòng họ bên mình là đều bỏ nước Việt Nam ra đi. Còn những ai mà sống ở Việt Nam bây giờ là chỉ là ở kế bên cạnh cái chuồng heo mà thôi. Đó là dòng họ bà con của mình. Không có một ai mà trong thân tộc của mình, của Việt Nam của mình, ở bên Việt Nam mà được làm một cái chức làm trong bưu điện thôi, chứ đừng có nói là chức cao. Là bởi vì Cộng sản Việt Nam họ kỳ thị chính người dân Việt Nam cùng màu da, cùng sắc tộc, cả dòng họ của mình trên dưới mấy trăm người. Cao lắm là mình có đứa cháu ruột ở Việt Nam, nó làm việc ở trong cơ động, ở dưới miền Tây nó làm việc cho cơ động. Thì có một lần mình nói với nó, mình đi uống cà phê, mình nói mày đi làm cơ động mày phục vụ cho Đảng, chứ mày đâu phải mày phục vụ cho quê hương đất tổ của mày đâu. Sau cái lần đó đó là nó giận mình luôn, nó không thèm nói chuyện với mình luôn. Thậm chí mà mình nói bây giờ tao gửi tiền đô về, tao cho mày ăn Tết, giúp cho gia đình của mày, nó không thèm nói chuyện với mình luôn. Để thoát khỏi sự cai trị của Việt Nam, từ nay trở đi các bạn nên tập cái tánh là bỏ mê tín dị đoan. Ngày nào mà người Việt Nam của mình còn mê tín dị đoan là ngày đó thằng Cộng sản Việt Nam nó dễ cai trị dân tộc Việt Nam của mình. Khi mà nhìn vào kỳ thị đó, thì ở nước Mỹ không có cái phần trăm nào hết đó, không có đáng. Cái kỳ thị mà không thể chấp nhận, không thể tha thứ trên trái đất này, đó là cái kỳ thị của Cộng sản Việt Nam nó dành cho dân tộc Việt Nam của mình. Con người ta mới có bước vào lớp mẫu giáo lớp 1 là nó đã dạy người ta rồi, bẻ đũa. Đừng có bẻ một lúc nhiều cây. Nó cầm một, trên giảng đường á, nó cầm một bó đũa luôn. Nó lấy ra từng cây nó bẻ. Cho nên các bạn nhìn cái chuyện mà chìm xuồng của ông thầy Võ Văn Yên đi. Nó cùng một môn phái với Đảng Cộng sản Việt Nam mà nó không phạt ổng. Mà nó đăng báo là nó phạt cái bà vợ của ông Dũng Lò Vôi 7 triệu Việt Nam đồng. Video đến đây cũng dài. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn lại trong những cái clip kỳ sau. Chúc tất cả có cuối tuần một thật là nhiều vui vẻ. Cảm ơn sự theo dõi.